Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một căn nhà trọ 5m thuộc khu D, khu tái định cư Bầu Bàng nha cả nhà. Đây chính là căn trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn ha. Có diện tích là ngang 5, bắt đầu từ mép bên này đến mép tay em chị nha cả nhà. Ngang 5, dài 30, tổng 150m2, thổ cư 100% sổ sẵn. Nhà trọ Bầu Bàng này thì do công ty xây liền kề nha. Thiết kế là phía đằng trước này gồm có một căn kiosk. Căn kiosk phía đằng trước là có một trệt một lầu. Thì phía đằng trên á là chúng ta để phòng ngủ, còn phía đằng dưới là phòng bếp với lại kiosk để kinh doanh. Đằng sau này thì chủ có xây 4 phòng trọ nha cả nhà nha. 4 phòng, tường ở hành lang thì có ốp gạch này. Nhà rất là sạch sẽ và hiện tại đã cho thuê ở kín ha cả nhà. Cho thuê ở kín là rất là rộng rãi. Tổng thu nhập của căn trọ này là một tháng 6 triệu rưỡi nha cả nhà nha. Phía đằng sau đây là một mét, đằng sau có 2 mét thoát hiểm nha cả nhà. Đường dây điện sẽ đi về đằng sau, rất là rộng rãi. Thì khi chúng ta chạy xe máy thì chúng ta có thể chạy ra đằng sau này cũng được nha. Vì đường này rất là rộng rãi và chúng ta có thể tận dụng đằng sau này mình phơi đồ hoặc là trồng rau gì cũng được ha. Rất là thoáng mát, rộng rãi. Dân cư thì đã ở đông. Phía đằng trước này thì kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Tại vì em quay vào buổi trưa nắng nên là nhìn rất là vắng nha, đường rất là vắng. Nhưng mà nếu mà quay vào buổi sáng và buổi chiều á thì trục đường này rất là đông. Bởi vì đằng trước là đa số là kiosk sát với khu công nghiệp nên là anh chị em công nhân viên ở đây sinh sống và làm việc ở đây nhiều. Nên là kiosk phía đằng trước này chúng ta có thể buôn bán kinh doanh hoặc là mở tiệm tóc, salon hay là nail gì cũng được nha cả nhà nha. Đường này đường nhựa này, rất là rộng rãi luôn, đường 16m. Và chủ đầu tư ở trên này á thì xây thiết kế là chừa cái vỉa hè rất là rộng luôn. Nên là chúng ta có thể buôn bán là quán ăn, quán nhậu hay là cái gì là tận dụng cái vỉa hè rất là rộng. Thì chúng ta nhìn lô đất này là nhà trọ này lại lần nữa ha. Tổng diện tích là 150m2. Thì bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha. Cả nhà nhìn thấy cái trục đường này là có khá là nhiều tiệm kinh doanh buôn bán ha. Vì nó liền kề với khu công nghiệp. Ở Bầu Bàng đi sau Bình Dương nên là tất cả những cái trục đường phụ đều là xây đường nhựa nha cả nhà nha. Nên là nhìn rất là đẹp luôn. Vỉa hè thì rộng rãi thoải mái. Từ vị trí của lô đất mà chạy lại với khu công nghiệp thì chỉ có 500m. Đó, phía đằng trước chúng ta đó chính là khu công nghiệp rồi nha cả nhà nha. Đường rất là rộng rãi, thoáng mát. Ở nguyên khu này thì xây nhà trọ liền kề hết. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư căn nhà trọ mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn số điện thoại trên video thì em sẽ gửi thông tin cho cả nhà. Và căn trọ này là hiện tại là khi mà chúng ta mua là chúng ta mua hợp đồng nha cả nhà. Ở tất cả các căn trọ ở trên Bầu Bàng này đều là mua hợp đồng, chưa có sổ nha. Có một số block là đã ký chuyển nhượng cho khách hàng chuẩn bị ra sổ rồi. Còn lại là toàn bộ là mình sẽ mua hợp đồng của bên chủ nhà đầu tư bên BKM nha cả nhà. Trục đường này là trục đường chính của khu D nha cả nhà. Ở phía bên đường là khu công nghiệp, còn phía bên này thì buôn bán kinh doanh rất là sầm uất. Nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và khu D là một trong những khu tập trung như là chợ này, trường học này, rồi khu công an này. Từ đây mà chạy lại với trung tâm Bầu Bàng á thì khoảng tầm 3 km nữa là lại với trung tâm Bầu Bàng luôn. Ở cả nhà thì thầy cũng video em quay là từ vị trí của căn trọ mà ra với khu công nghiệp rất là gần. Nên là quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé.